À, kính chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay cuối tuần, Tisu dành nhiều thời gian để quay vlog giới thiệu về thành phố Phan Thiết cũng như là những món ăn và cảnh đẹp của nơi đây. Thì rất là vui được quay trở lại cùng với chương trình và gặp cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay mời cả nhà mình sẽ đi cùng với Tisu đi qua đường Chu Văn An và đi qua đường Ngô Sĩ Liên. Thì có nhiều cái lời gợi ý là trên đường Chu Văn An này có cái tiệm cơm tấm đầu đường rất là ngon, và cái tiệm phở bò thì cũng ngon số dách luôn. Cho nên là Tisu sẽ đi ngang trên đường Chu Văn An quay lại hai cái quán này, sau đó là mời cả nhà đi qua đường Ngô Sĩ Liên để thăm lại một cái ngôi nhà cũ theo một cái lời yêu cầu của một chị ở sống sau vết thương nhà Tisu quay lại. Thì mời cả nhà mình sẽ đi cùng với Tisu theo hành trình này nha. Mình đang đứng ở đầu đường của đường Chu Văn An. Đây là đường Chu Văn An đây cả nhà mình. Thì ngay cái góc đường này là có một cái quán phở bò trước mặt mình đó, bán bò kho với phở bò. Thì mọi người nói là quán này là bán ngon, nó nằm ở trong hẻm thôi, bình dân cho mọi người ăn. Thì Tisu đi vào đây để xin quay lại giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn nha. Mình đi quá xong cho mình để xe xong mình quay lại để xe ở đây. Dạ thay phở bò, bò kho phở mò bò đó. Thì đây là cái son mà cô chủ đang nấu nha cả nhà mình. Này là tô bò kho mình đang múc nè. Dạ đó, đây là bò kho. À, bò kho ăn với mì tôm hả cô? Với dừa bánh phở dừa mì tôm hả? À cái này là gu của mỗi người ăn ha. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Thì đây là cái bò kho. Đó là có nhiều cô chú anh chị và các bạn giới thiệu với Tisu là có một cái quán ở trên đường Chu Văn An bán phở bò kho ngon lắm, nên là để Tisu quay lại. Đây là cái thịt bò nè, được cô hầm mềm bò gân đó. Đây là thịt tái ha cô ha. Tái. Gân viên nạm. Này gân viên. Đây nè quay cho cả nhà mình gân viên. Đây là nạm. Mình ở số mấy Chu Văn An cô ha? 51. Dạ 51 Chu Văn An, mà mình bán từ lúc mấy giờ cô ạ? Bán sáng tới 9 giờ 10 giờ. Dạ sáng đến 9 10 giờ hết. Cái này mình bán cho người ở đây ăn là chính cô ha. Dạ nên là thấy xa rồi bác ăn. Dạ đây là... đây là cái bánh phở là cả nhà mình à. Đây là hành với giá, giá đầu hành. Đây là rau thơm. Dạ thì rời khỏi căn nhà số 51 Chu Văn An, một cái tiệm phở bò kho khá là ngon ở trên đường này được giới thiệu, thì mời cả nhà mình sẽ đi qua tiếp tục ở cái điểm này. Ngay đầu đường á là có cái tiệm là bán cơm tấm. Mình sẽ đi lên nha. Đây là tiệm bán cơm tấm. Dạ Tisu mới vừa xin phép chị chủ ở đây là quay cái món cơm tấm để giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn đang xem chương trình. Đây là hộp cơm nè. Đây là tấm chả sườn. Thì ở đây là cái khay hàng cơm tấm này cả nhà. Đây là chả nè. Chả. Rồi bên đây là sườn. Đó, nhìn hấp dẫn hơn ở phía dưới này là một thao hành mỡ. Đây anh này mua hai hộp sườn chả nè. Hộp là giá bao nhiêu tiền anh hả? Một hộp 22. Dạ 22 ngàn. Ngon hấp dẫn cả nhà mình ha. Cơm tấm. Còn đây là bì. Đây là rau. Và đây là bì. Thì cái tiệm cơm này á cả nhà mình, nó sẽ nằm ở ngay đầu đường Chu Văn An. Đây nè. Đường này là mình đang là đường Trần Hưng Đạo nha. Xong cái là đầu đường Chu Văn An nè, là sẽ có cái tiệm cơm Bình Dân. Thanh Linh ở đây
Nếu mà mình về Việt Nam mà muốn thưởng thức cái hương vị cơm tấm thì mình ghé ở chỗ này nha, để ủng hộ. Đây là cô chủ dễ thương nè, đang bới cơm. Vỉa này nói chung là vỉa hè thôi, nhưng mà nhiều người ăn đông, nhiều người ăn, gia đình ăn. Đó. Rồi đó là mua về ở cả nhà mình nha. Thì ở trên đường Chu Văn An này cả nhà mình ở số 34 á, là có cái quán lẩu cá A Tỷ này ngon lắm. Ở đây họ bán cá tươi. Nếu mà có dịp mình muốn về Phan Thiết mình ăn lẩu cá thì ghé ở số 34 Chu Văn An này, nhưng mà họ chỉ bán buổi chiều thôi, ban sáng thì không bán. Rồi mình sẽ rời khỏi cái đường Chu Văn An, sau đó là mình sẽ đi trên đường Trần Hưng Đạo để đến cái nhà số 44 trên đường Ngô Sĩ Liên. Để Thi Xu hỏi coi là đường Ngô Sĩ Liên đi đường nào. Nhiều lúc đi cũng không có để ý tên đường, nhiều lúc mình đi ngang qua nhiều không có để ý. Giống như hồi trước Thi Xu học có ông thầy, ông có cái câu là có khi nào trên đường đời tấp nập ta vô tình đi lướt qua nhau, cho nên là đi nhiều mà không có để ý thì mình không có biết được cái tên đường đó. Giống như là bây giờ nè, Thi Xu đang vô tình lướt qua đường Ngô Sĩ Liên. Ngô Sĩ Liên nằm phía sau lưng Thi Xu, bây giờ mình sẽ quay đường lại. Nhưng mà đường hôm nay là thứ bảy cuối tuần nên là mọi người đi hơi đông, nên qua đường nó hơi khó một chút. Mình sẽ chờ một chút để qua đường nha cả nhà mình nha. Đông chưa? Quá trời người đi luôn. Đang đèn xanh đèn đỏ nè, nên là mình tranh thủ mình chạy qua, chứ không hồi là họ lên nữa là đông lắm, qua không có được. Đó là mình đang đi vô đường Ngô Sĩ Liên. Đây ha, cả nhà mình đường Ngô Sĩ Liên nè. Thì Xu đi chậm tìm cái nhà số 44. Hôm nay đi trễ rồi, không là quay được cái tiệm lân sư rồng ở đằng kia. Hình như hôm nay có nhà nào mới khai trương. 44 đang là đường 56, số 56, 50, 44 chắc là qua khỏi chùa Bà. Đây là đường Ngô Sĩ Liên, rồi lân sư rồng mới vừa đi, tiếc quá hả. Không là sẽ quay cho cô chú anh chị các bạn mình xem. Thì Xu lại lụt qua mất nữa luôn rồi. Thôi để đi hết đường Ngô Sĩ Liên rồi thì Xu sẽ quay lại. Đây là cái ngõ để đi vô chùa Bà nè. Lên trên 44 chắc là nhà này quá, chắc là căn nhà này là nhà số 44 mà. Thì đây là cái căn nhà số 44 đường Ngô Sĩ Liên ạ. Thì Xu quay thì có hai bác bán hàng ở đây để quay cảnh gần để mình nhìn thấy bà con nhà mình luôn ha. Thì đối diện đây thấy có hàng dừa xiêm với bán quay cái. Đây là cái số 85 Ngô Sĩ Liên là bán cái đậu xanh, đậu nành. Đây là căn nhà số 44 Ngô Sĩ Liên nè. Đó, ở phía trước nhà bán như vậy đó. Rồi gửi hình ảnh đến chị nha. Dạ, rồi thì rời khỏi căn nhà số 44 Ngô Sĩ Liên thì mời cả nhà mình sẽ đi tiếp con đường Ngô Sĩ Liên từ đầu đường đến cuối đường luôn ha, để kết thúc cái cuộc hành trình ngày hôm nay. Đường này bình thường là vào giờ trưa thì hàng cá lên rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì tầm sáng mới có 7 giờ rưỡi à. Cho nên là bây giờ mình chỉ thấy là họ bán rau hành củ quả ở đây thôi, chứ cũng không có nhiều cá như là buổi trưa. Bây giờ thì vẫn thấy cá nè, nhưng mà không có nhiều. Rồi
chị các bạn đi ngang qua đây thấy cô có cái hàng bánh. Bánh này gọi là bánh gì cô ha? Bánh quay giạt thịt bằm. À, quay giạt thịt bằm. Bình thường á là quay giạt của mình nó nhỏ nhỏ, nhưng mà cái này thì cô làm lớn luôn. Làm lớn luôn, mình sẽ ăn với nước mắm. Nước mắm chanh. Nước mắm chanh, dạ. Có hai loại nhân nha cả nhà. Như Tisu thấy có nhân mặn, nhân ngọt. Ví dụ nhân này là nhân đậu xanh nè. Cái này là bánh nhân đậu xanh nè. Còn cái kia bên này là nhân thịt. Nó là bỏ hành phi với hành lá lên. Rồi sẽ ăn kèm với lại nước mắm chanh ở đây. Đó, đây nước mắm nè, đó, cả nhà mình thấy hấp dẫn chưa? À, ở đây mình bán lúc mấy giờ cô hả? 7 giờ. 7 giờ là cô ngồi đây hả? 6 giờ. 6 giờ là cô ngồi đây luôn hả? Mình ngồi đây mình bán tới mấy giờ cô ha? Bán tới 8 giờ. 8 giờ là mình đi ha? Rồi mình đi là vòng vòng ở chỗ nào để ví dụ như người ta muốn ăn thì làm sao người ta mua được? Đi qua bên đây là còn có gì đặt hàng chị? À, đặt hàng ha. Số điện thoại. Dạ, cô đọc số điện thoại đi ạ. Không biết số, 77. Chứ làm sao con biết số? Dạ. Đó, chị vậy chị nhắn chị lấy số điện thoại với ông xã chị ra. Dạ thì nếu mà mình ở xa mình muốn ăn á, mình gọi cho cô số là 0385770795 đó, thì sẽ mang đến tận nơi cô ha. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ thì một món ăn ngon thì cô nói là do nhờ nước mắm cô hả? Dạ, nước mắm chanh. Thì cái này là nhân bánh và nhân đậu xanh với lại là bột lọc hả cô? À, bột lọc, bánh bột lọc. Bánh bột lọc. Dạ, mình bán bao nhiêu tiền cái vậy cô? 20.000 6 cái. 20.000 6 cái, 10.000 3 cái. Thì cái phần bánh bột lọc này cũng đã kết thúc cái chương trình ngày hôm nay trên con đường Chu Văn An để qua Ngô Sĩ Liên thăm một căn nhà cũ của một chị đang xem dõi chương trình. Thì cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã đăng ký kênh ủng hộ cho